Trước vòng 10 Premier League, thời cơ của Man City. Arsenal tiếp đón Liverpool là thời cơ tốt để Man City vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League ở vòng 10. Tâm điểm vòng 10 Premier League là cuộc đại chiến giữa Arsenal và Liverpool tại sân Emirates. Ở mùa giải này, Arsenal và Liverpool đang đổi chỗ cho nhau. Trong khi pháo thủ băng bay cao và dẫn đầu bảng với 21 điểm, thì The Reds xa lầy khủng hoảng, rơi xuống hạng 9 với 10 điểm. Tuy nhiên, bất chấp thành tích và phong độ của Arsenal đang cao vượt trội, họ cũng chắc chắn gặp khó khăn khi tiếp đón Liverpool. Trong hai mùa gần đây, Arsenal toàn thua 4 trận đấu với Liverpool tại Premier League, trong đó họ tịt ngòi đến 3 trận liên tiếp. Với hàng công đang thăng hoa cùng với Gabriel Jesus, Arsenal hứa hẹn sẽ phá rớt không ghi bàn trước Liverpool. Thế nhưng điều đó chưa đủ đảm bảo cho chiến thắng. Sau cùng, Liverpool vẫn là ông lớn với nhiều ngôi sao đẳng cấp và dày dặn kinh nghiệm. Họ quá quen với áp lực cùng các cuộc khủng hoảng. Chiến thắng nhẹ nhàng trước Rangers tại Champions League cho thấy The Reds sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào, đặc biệt khi lực lượng của họ dần hồi phục đầy đủ. Trong bối cảnh Arsenal gặp khó trước Liverpool, Man City có thể tận dụng để vượt lên. Ở vòng này, Man City được tiếp đón đội bóng đang khủng hoảng Southampton. Erling Haaland đã lập hat-trick 3 trận sân nhà liên tiếp ở Premier League và anh hoàn toàn có thể gia tăng kỷ lục đáng sợ này. Sau 8 trận đã đấu, Southampton thủng lưới 13 bàn, nhiều thứ 5 toàn giải. Với đội hình trẻ hóa mạnh mẽ ở hàng thủ, giờ xanh khó lòng chịu được sự ép mà Man City tạo ra. Yếu tố duy nhất Southampton dựa vào là thể lực, nhưng nó cũng không đáng kể. Ở trận đấu hồi giữa tuần tại Champions League, Pep Guardiola đã cho một loạt ngôi sao Man City nghỉ ngơi và họ sẽ tiếp đón Southampton trong trạng thái sung sức nhất. Ở các trận đấu khác, Chelsea cũng hứa hẹn tiếp đà chiến thắng dưới thời Graham Potter khi được gặp đội đứng thứ 12/20 Wolves. Trong khi đó, Tottenham và MU gặp khó khi phải làm khách của Brighton và Everton. Brighton bất ngờ phải thay tướng ở mùa giải này, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến họ. Trong trận ra mắt, Roberto De Zerbi đã giúp Brighton thi đấu sòng phẳng với Liverpool và giành kết quả hòa 3 đều đầy ấn tượng. Trở lại sân nhà, họ đủ sức gây khó dễ cho Tottenham nếu giữ vững phong độ này. Tương tự như vậy, Everton đang hồi sinh mạnh mẽ trong thời gian gần đây với 6 trận bất bại liên tiếp. Cho dù chỉ thắng 2 trận trong đó, nhưng đội bóng của Frank Lampard cho thấy họ khó chịu ra sao khi đầy đủ lực lượng. Hiện tại Everton chính là đội thủng lưới ít nhất giải 7 lần và họ sẽ là thử thách lớn với hàng công cùn mòn của MU. Trang Nát cập nhật tình hình chấn thương của Varane. Chấn thương của Rafael Varane không quá nghiêm trọng như dự kiến và cầu thủ người Pháp đang chạy đua với thời gian để trở lại trong trận đấu với Everton. Không chỉ thảm bại 3-6 trong trận derby Manchester với Man City, MU còn nhận tổn thất nhân sự. Cụ thể, Rafael Varane đã dính chấn thương. Giữa hiệp 1, sau nỗ lực cú đá hất căng của Phil Foden, trung vệ số 19 bị đau ở cổ chân và không thể tiếp tục thi đấu. Theo thông tin ban đầu, Varane bị bong gân mắt cá và cần vài tuần để hồi phục. Nhưng mọi chuyện đang tiến triển tích cực. Quá trình hồi phục của Varane diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với dự kiến. Thậm chí cầu thủ 29 tuổi có thể trở lại ngay trong trận gặp Everton tại vòng 10 Premier League 2022-2023. Huấn luyện viên Ten Hag cập nhật về tình hình của Varane. Cậu ấy đang hồi phục rất tốt và chạy đua với thời gian để trở lại trong trận gặp Everton. Tôi chưa thể khẳng định điều gì, chúng ta hãy cùng chờ xem. Việc Varane không phải nghỉ dài hạn mà là tin vui với MU. Hiện tại anh cùng với Lisandro Martinez và những sự lựa chọn không thể thay thế của Ten Hag ở vị trí trung vệ. Sự xuất sắc của bộ đôi này khiến cho đội trưởng Harry Maguire bị đẩy lên băng ghế dự bị trong suốt những trận vừa qua tại Premier League. Trận đấu giữa MU gặp Everton tại vòng 10 Premier League 2022-2023 diễn ra vào 1 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Rashford hé lộ lý do Ten Hag đẩy ải Ronaldo. Tiền đạo Marcus Rashford cho rằng việc anh chơi ăn ý với Anthony Martial là lý do khiến Ronaldo bị Erik Ten Hag loại khỏi đội chính. Rạng sáng ngày hôm qua, MU đã giành chiến thắng 3-2 trong chuyến làm khách tại Omonia tại vòng bảng Champions League. Hai cầu thủ ghi bàn cho Quỷ Đỏ là Marcus Rashford và Anthony Martial. Trận này Ronaldo đã đá trọn vẹn 90 phút nhưng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trước đó Ronaldo đã không đá chính trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League. Ở trận derby Manchester cuối tuần vừa qua, Ronaldo thậm chí không được vào sân một phút nào dù Erik ten Hag đã thay đủ 5 người. Diễn biến hiện tại ở Quỷ Đỏ cho thấy nhà cầm quân người Hà Lan đã gạt CR7 khỏi đội hình chính và chỉ trao cơ hội cho những giải đấu cúp. Sau trận thắng Omonia, Rashford đã bóng gió tiết lộ lý do Ronaldo bị ten Hag đẩy ải. Tiền đạo người Anh cho rằng việc anh chơi ngày càng ăn ý với Anthony Martial đã khiến Ronaldo không còn chỗ đứng trên hàng công. Trong khi đó, tân binh đắt giá Anthony gần như mặc định đá chính vì là trò cưng của Ten Hag từ thời ở Ajax. Rashford hết lời ca ngợi Martial. Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại với những gì đã làm trong một thời gian dài. Khi có sự tự tin và hạnh phúc, Martial có thể làm được những điều không thể tin nổi. Tôi luôn thích sát cánh với cậu ấy và rất tuyệt vời khi chúng tôi tìm được mối liên kết ở trận đấu ngày hôm nay. Chắc chắn chúng tôi sẽ ngày càng tìm cách chơi ăn ý hơn. Trước đó cả hai chúng tôi đều bị thương, cậu ấy lâu hơn một chút. Vì vậy, thật tuyệt vời khi chứng kiến cậu ấy ghi bàn ở trận thứ 2 liên tiếp khi trở lại. Ronaldo còn hợp đồng đến cuối mùa
với MU. Trong thời gian vừa qua, báo chí Anh đồn rằng Ten Hag sẵn sàng để Ronaldo ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Mục tiêu của MU chạm mốc đúc ấn tượng hơn Haaland, tỏa sáng rực rỡ ở trận PSV thắng Zurich tại Europa League. Cody Gakpo đã chạm mốc ghi bàn và kiến tạo khiến Erling Haaland cũng phải trào thua. Làm khách Zurich ở lượt trận thứ 3 bảng A Europa League, PSV vùi dập đối thủ này với tỷ số 5-1. Ba cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng cho đội bóng của Ruben Van Nistelrooy, Vertesten cũng lập cú đúp, Gakpo lập cú đúp và Sami Simon. Bên phía Zurich, chủ nhà có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Okita. Nghiền nát Zurich, PSV giành chiến thắng đầu tiên ở Europa League mùa này sau hai lượt trận thắng 1 hòa 1. Đội bóng Hà Lan mới đá hai trận vì chuyến làm khách Arsenal tại lượt trận thứ hai bị hoãn do tang lễ của nữ hoàng Anh. Trong ngày PSV đại thắng, Cody Gakpo gây ấn tượng lớn. Ngoài cú đúp như đề cập ở trên, tiền vệ người Hà Lan còn có đường truyền cho Xavi Simon ghi bàn. Như vậy, Cody Gakpo đang tham gia vào 3 trong 5 bàn thắng của PSV. Tổng cộng, Cody Gakpo đã ghi 10 bàn và có 12 được kiến tạo ở 15 trận đấu trên một đấu trường cho PSV ở chiến dịch 2022-2023. Cody Gakpo trở thành cầu thủ đầu tiên ở 7 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha và Hà Lan chạm mốc đúp trên mọi mặt trận, ghi 10 bàn trở lên và có 10 pha kiến tạo trở lên tính đến thời điểm này. Ngay cả chân sút số 1 thế giới vào thời điểm hiện tại là Erling Haaland cũng chưa thể chạm mốc ghi bàn và kiến tạo ấn tượng như Cody Gakpo. Tuyển thủ Na Uy ghi 19 bàn và có 3 đường kiến tạo cho Man City trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng của Cody Gakpo càng khiến nhiều đội bóng mong muốn mua ngôi sao 23 tuổi. Hiện tại, Cody Gakpo vẫn là mục tiêu số 1 của Man United. Ở phiên chợ hè 2022, tuyển thủ Hà Lan từng từ chối Quỷ Đỏ, đều lại PSV. Vì thế, MU phải chi ra 95 triệu euro mua Anthony từ Ajax. Trước đây trên Arsenal, Klopp lý giải vì sao Salah tầm tịt. Ở đấu trường Premier League, Mohamed Salah đã không ghi bàn ở 4 trận đấu gần nhất, điều đó phần nào ảnh hưởng tới thành tích của Liverpool. Sau khi Sadio Mane đầu quân sang Premier League, tầm ảnh hưởng của Mohamed Salah ở hàng công Liverpool càng lớn hơn. Tuy nhiên, phong độ của tiền đạo người Ai Cập chưa thực sự làm hài lòng ban huấn luyện và cổ động viên của đội chủ sân Anfield. Tính từ đầu mùa, Salah mới chỉ ghi được 2 bàn sau 7 trận đã đấu tại Premier League. Đáng chú ý, cựu sao Chelsea và Roma đã tịt ngòi ở 4 vòng đấu gần nhất. Hai bàn thắng gần nhất mà anh ghi được là ở Champions League và lưới Ajax và Rangers. Phong độ tầm tịt của Salah ở Premier League đã ảnh hưởng tới thành tích của Liverpool. Đội bóng áo đỏ vùng Merseyside chỉ đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Trước trận đầy chiến với Arsenal vào cuối tuần, người hâm mộ Liverpool càng có lý do để lo lắng về Salah. Nếu thua tại Emirates, The Reds càng thất thế trong cuộc đua vô địch. Trong 5 mùa giải tại Liverpool, Salah đã 3 lần đoạt vua phá lưới Premier League. Vì vậy, việc tiền đạo người Ai Cập tịt ngòi tới 4 trận liên tiếp đã đặt ra dấu nghi vấn lớn từ người hâm mộ. Klopp thừa nhận Liverpool đang chơi không đúng với điểm mạnh của Salah. Điều này khiến các bàn thắng dần xa lánh tiền đạo người Ai Cập. Chiến lược gia người Đức nói, vị trí của Salah không thay đổi và những gì cậu ấy phải làm cũng không thay đổi. Nhưng lối chơi tấn công của Liverpool thường rộng hơn một chút, không còn trực diện trong vòng cấm. Dù vậy, chúng tôi vẫn cần Salah ở trong vòng cấm vì mục tiêu là đưa bóng vào khu vực đó. Vấn đề là chúng tôi chưa thực sự linh hoạt và uyển chuyển nhất trong lối chơi của mình. Hàng công của Liverpool thực sự gặp nhiều khó khăn nếu Salah chưa tìm lại phong độ tốt nhất. Bởi lẽ nhân tố mới Darwin Núñez chưa hòa nhập và chưa đáp ứng được kỳ vọng, trong khi Jota và Diaz đang duy trì ở mức tròn vai. Hơn 2 triệu cổ động viên Anh ký tên yêu cầu cấm Haaland thi đấu. Bất bình vì Erling Haaland ghi bàn như máy, người hâm mộ bóng đá Anh cùng ký tên vào bảng kiến nghị treo giò cho sút người Na Uy. Không có gì để ngăn cản Haaland ghi bàn vào thời điểm hiện tại. Ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League, tuyển thủ Na Uy lập cú đúp giúp Man City thắng Copenhagen 5-0. Trước đó, Haaland chơi thắng loa ở Derby Manchester ở trận The Citizen đè bẹp Quỷ Đỏ 6-3. Cựu tiền đạo Dortmund ghi 3 bàn và có 2 được kiến tạo. Tổng cộng chân sút 22 tuổi đã ghi 19 bàn và có 3 kiến tạo ở 12 trận trên một đấu trường cho Man City từ đầu mùa. Riêng tại Premier League, Haaland ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 8 trận. Chứng kiến phong độ hủy diệt của Haaland, cổ động viên Anh khởi động chiến dịch hài hước ký tên kiến nghị quốc hội nước này trao giò cho sức của Man City. Những người này viện lý do Haaland là người máy để cấm ngôi sao 22 tuổi thi đấu. Một số hài hước còn cho rằng nên trao giò Haaland để đảm bảo công bằng cho các đội bóng khác. Ban đầu, những người khởi xướng chiến dịch chỉ hy vọng thu được 100.000 chữ ký. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 2 triệu người tham gia ký tên. Con số này được dự báo sẽ còn tăng cao trong những ngày tới. Nói thêm về Haaland, không chỉ người hâm mộ Anh, cổ động viên trên khắp thế giới và các đối thủ cũng kinh ngạc về phong độ khủng khiếp của tuyển thủ Na Uy. Sau khi bị Haaland xé lưới 2 lần ở trận đấu rạng sáng qua, thủ môn Kamin Gabara của Copenhagen đã nói với Jack Grealish rằng chân sút 22 tuổi không phải là con người. Hiệu suất ghi bàn của Haaland ở riêng Premier League là 1,75 bàn một trận.
Theo dự đoán của 442, nếu duy trì phong độ hiện tại, ngôi sao của Man City có thể chạm mốc 70 bàn tại giải Ngoại hạng Anh 2022-2023.